Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tóc đẹp quá, tóc giống tầm màu. Đã lâu rồi chưa có like đồ phụ tùng, tại vì bữa giờ nằm bệnh viện. Ok, bây giờ hôm nay chúng ta lên một cái đơn, một cái thùng đi bắt nha. Đã có cái đơn của anh Lâm ở thôn Viên Tục, Phú Lương, Đông Hưng, Thái Bình, ở tỉnh Thái Bình nha. Số điện thoại đuôi là 671. Cái đơn hàng của anh đặt một cái bẩn 86. Đẹp. Một cái bài gà 86. Đẹp. Rất là đẹp các bạn. Các bạn thấy cái nước sơn của nó, các bạn thấy là chảy nước miếng luôn. Thấy không? Đồ bên mình bán là chảy nước miếng. Ai nhìn cái bẩn chảy nước miếng luôn. Đây, mặt nạ 8650. Cũng đẹp chảy nước miếng luôn. Một bộ tem. Một bộ tem riêng. Và một cái chói đèn pha. Đẹp chảy nước miếng luôn. Hey. Okay, bây giờ xin mời các bạn cùng với mình đóng cái đơn hàng này nha. Dì Hấu làm gì đây? Đây là bạn Dưa Hấu của mình. Hey, tụi. Chào đi, con chào mấy chú đi. Thì hôm nay là cái bà đóng được cho chú nha. No.
cái thùng xốp vô rồi. Hãy subscribe.
Ok, như vậy là xong cái cục hàng đi Thái Bình. Cảm ơn các bạn. Các bạn lưu ý là tất cả những món đồ các bạn mình đều gói như vậy hết rồi. Các bạn mua cái bẩn mình sẽ bỏ trong đây, còn những cái đồ khác mình đều làm một cái hộp mình gắn vô hết nha, đều bỏ vô cái hộp hết rồi gửi cho các bạn. À, đồ bên mình bán là đẹp cho nên giá nó có mắc hơn người khác một chút. À, sắp tới mình sẽ làm clip so sánh tại sao đồ của mình mắc hơn đồ người khác. Đơn giản là hai món đồ giống nhau, chỉ cần nó cày chút xíu là dục thôi, không có bán, còn cực đẹp là mới bán nha. Nó phải là đẹp từ A tới Z, đẹp chảy nước miếng. Đấy, còn cái gì mà gọi là không có đồ đẹp là mới bán đồ xấu thôi, còn lại có đồ đẹp là bán đồ đẹp nha. Bên mình bán là đồ dinh, dinh mà phải đẹp, còn dinh mà xấu là dục. Đấy, cho nên mấy anh em chơi xe rất là khó tính, thì mình cũng khó tính trước khi các bạn mua đồ bên mình. Ok, cảm ơn tất cả các bạn nha. À, phương thức mà bên mình là chuyển tiền trước, nhận hàng sau, không ship code nha. Cái thùng này cũng là chuyển tiền đủ rồi mình mới ship hàng, chứ không có ship code nha, đồ ring không có ship code. Rồi các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới nha, để thường xuyên theo dõi video phụ tùng ring. Phía dưới nó có nút đăng ký, các bạn xem điện thoại hoặc là vi tính và bấm vào nút đăng ký. Và nó có cái chuông, bấm vào nút cái chuông thì mỗi khi mà up video mới lên, up những cái sản phẩm mới lên thì nó sẽ xuất hiện dòng thông báo cho các bạn, hoặc là mình up một cái xe mới lên nó xuất hiện dòng thông báo cho các bạn và các bạn coi liền. Rồi ok, cảm ơn các bạn. Đây, đây là một em 8670 nha các bạn. Ok, có hai em mà khách rước một em rồi, giờ còn một em thôi. Xe, tình trạng xe là nguyên zin cực đẹp, đẹp từng cộng lông, rinh từng cộng lông luôn, đẹp từng cm. Nước sơn đẹp, sáng bóng hết, đùm, mình thấy đùm rất là đẹp, cầm sáng choa luôn nha. Đấy, đặc biệt máy là sạch sẽ, máy là sân trưng luôn. Ốc cát đẹp hết, dinh hết từng con ốc, dinh hết nha. Đấy, phụ nực chờ, đấy, sáng choa, xì nhàn cực đẹp luôn. Đấy, đây là một 8670 là một dòng rất là hiếm nha các bạn. À, không phải là dễ dàng mà để có được nó, lâu lắm mới có được nó nha. Cặp cầm của nó này đẹp chưa, cực đẹp luôn. Con cạc 8686 là bật nó kêu con cạc. Bóp vô thì nó kêu x là nó kêu tiền x đó. À, xe này siêu tầm thì phá cháy bồ chét, không cần phải suy nghĩ nha. Ai gọi nữa? Dạ alo. Dạ có Zalo số này anh. Dạ số đang gọi cho em nè. Dạ. Đó thì em đang quay phim đó anh ơi. Dạ 8670 em đang quay phim ấy. Khoảng 10 phút nữa là lên, cái gì anh lên Zalo anh coi giúp em nha, có video luôn quay chi tiết. Dạ ok anh, dễ mà, cứ chuyển tiền em chuyển xe thôi. Dạ khoảng 3 tới 5 ngày là nhận xe. Dạ thì là lần trước anh mua em mấy lần là em biết mà, biết anh mà. Rồi ok anh. Đây, đẹp hết nha các bạn, lốp Inno Thái mới thay luôn nha. Đấy, đẹp hết. Chỗ này vận chuyển hơi bị chạy chút xíu. Cực đẹp. Rồi, đây là em 8670 cực đẹp nha. Ok, thử nghe máy luôn.
ô đô có nó 11.000. Ok, máy nổ cực em luôn. Còn rất là mạnh. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn. Dạ, các bạn có nhu cầu rước em nó về bỏ trong tủ kính thì liên hệ với mình nha.